Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Phim News, chuyên mục được lên sóng đều vào mỗi trưa thứ tư và trưa thứ bảy hàng tuần. Đầu tiên, hãy cùng mình đến với một tin vui liên quan đến điện ảnh Việt Nam. Chiều 7 tháng 10, lễ ra mắt Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, The Vietnam Association of Film Promotion and Development đã được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2019. Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội cho biết: mục đích của Hiệp hội là tập hợp và quảng bá khả năng sáng tạo của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam trong lĩnh vực phim ảnh nhằm mang đến những bộ phim có chất lượng sản xuất cao, giá trị nhân văn và căn tính văn hóa. Thành viên của Hiệp hội mới này bao gồm các hãng phim nội địa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, cũng như các nhà đầu tư và nhà phát hành nội địa bao gồm BHD Media, Galaxy Studio, Red Ruby Entertainment và HK Film. Đặc biệt, nhà tài trợ cho Hiệp hội là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, người vô cùng yêu mến và ủng hộ điện ảnh Việt Nam. Cũng tại buổi ra mắt Hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh, trailer của bộ phim Mắt Miếc đã được giới thiệu cùng nhiều bộ phim tham gia Liên hoan phim Busan năm nay như Bí mật của gió, Anh trai yêu quái, Thưa mẹ con đi, Bắc Kim Thang, vân vân và vân vân. Nước ta thì ra mắt một hiệp hội điện ảnh, nước ngoài thì ra mắt diễn viên chính mới nhất trong chuỗi phim Ma Trận. Liệu đây sẽ là ai nhỉ? Dự án mới nhất thuộc chuỗi Ma Trận đã tìm thấy diễn viên chính tiếp theo. Cụ thể, ngôi sao của Aquaman, Yahya Abdul Mateen đệ nhị là người được chọn cho một vai chính trong Ma Trận phần 4. Theo nguồn tin, đạo diễn Lana Wachowski đã gặp gỡ các diễn viên để trao đổi về vai diễn bí mật của họ, và trong những ngày gần đây, Abdul Mateen đã đồng ý để tham gia cùng Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss, người đã xác nhận vai trò của họ trong phim từ trước đó. Phần kịch bản của bộ phim sẽ do Alexander Heeman và David Mitchell đảm nhận. Hồi tháng 8, Warner Bros. Đã công bố dự án này đang được khởi động và sẽ tiến hành bấm máy vào năm 2020 trong nỗ lực khôi phục lại chuỗi phim huyền thoại. Với sự đi lên của cái tên Keanu Reeves với những dự án phim gần đây, Ma Trận phần 4 được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng tốt tại phòng vé. Ba phần phim trước của chuỗi đã thu về tổng cộng 1,6 tỷ đô trên toàn cầu. Hiện tại, tình tiết và các nhân vật trong phần phim sắp tới vẫn đang được giữ bí mật. Theo nhiều người đồn đoán, phiên bản trẻ hơn của nhân vật Morpheus cũng sẽ xuất hiện, khá phù hợp với ngoại hình của Yahya Abdul Mateen đệ nhị. Trong thời gian gần đây, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Aquaman, Us hay Black Mirror. Ma Trận phần 4 dự kiến khởi chiếu vào năm 2022. Có một điều mà mình rất tò mò rằng trong phần 4, họ sẽ quyết định mang lại Neo như thế nào sau cái kết của phần 3. Phải chăng anh đã trở thành một phần của Ma Trận và trở thành một vị thần? Và không biết họ để đặt tên nhân vật mới của Yahya như thế nào nhỉ? The Two à? Ok, chuyển sang tin tiếp theo. Mới đây, nhà làm phim thương mại hàng đầu của Pháp, Luc Besson đã lên tiếng chối bỏ mọi cáo buộc liên quan tới xâm hại tình dục có liên quan đến nữ diễn viên San Van Roy hồi tháng 5 năm 2018. Trên sóng truyền hình quốc gia, Luc Besson đã nói: đây là một lời nói dối từ A đến Z. Tôi chưa từng xâm hại người phụ nữ này. Cả cuộc đời mình, tôi chưa từng giơ tay hay đe dọa bất cứ phụ nữ nào, cũng chưa từng bạo hành thể chất, tinh thần hay đánh thuốc ai cả. Trước đó, vào tháng 3 năm 2018, vị đạo diễn này từng bị San Van Roy tố cáo lên cảnh sát sau cuộc gặp gỡ tại một khách sạn ở Paris. Sau quá trình thẩm vấn diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, cảnh sát quyết định dừng cuộc điều tra vào tháng 2 năm nay. Ngay lập tức, phía San Van Roy đã nộp đơn kháng nghị, yêu cầu mở cuộc tái điều tra vụ án này và đã được thông qua vào thứ 6 tuần trước. Trên sóng truyền hình, ông Besson đã khóc và thừa nhận từng phản bội vợ con, không chỉ một mà rất nhiều lần trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm của mình. Và tất nhiên, mối quan hệ của ông và Van Roy cũng chỉ là một trong số đó. Đó là một mối quan hệ phục tùng. Sau khi Van Roy đâm đơn tố cáo vị đạo diễn này, lần lượt 8 người phụ nữ khác cũng đã cáo buộc Besson từng có hành vi xâm hại hoặc quấy rối tình dục họ. Ông đã nhanh chóng phủ nhận: những người này đang nói điều tôi không hề biết. Dù cũng thừa nhận đã từng làm nhiều người phụ nữ không thoải mái, nhưng đó hoàn toàn không phải là quấy rối hay xâm hại. Tôi chưa từng nghĩ rằng nó đi quá giới hạn hay có ai bị ép buộc, nhưng mọi người có thể hiểu nhầm nó. Nếu hành động của tôi làm ai đó bị tổn thương thì tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý. Giờ thì tôi sẽ cẩn thận hơn với những hành động của mình. Luc Besson là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất có sức ảnh hưởng lớn tại Pháp, người đứng sau thành công của hàng loạt các bộ phim kinh điển như Leon the Professional, Lucy hay như phim đang được chiếu tại các rạp ở Việt Nam, Anna. Các bạn nghĩ sao về vụ việc trên? Bộ phim các bạn thích nhất từ Luc Besson là gì vậy? Hãy để lại comment ở phía dưới và cho chúng mình biết nhé. Ok, chuyển sang phần điểm tin. Kevin Hart tạm rời màn ảnh sau chấn thương. Sau vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 9 năm nay, Kevin Hart đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở vùng lưng và phải tiến hành phẫu thuật. Dù cuộc phẫu thuật đã tiến hành thành công và Kevin Hart đang trong quá trình phục hồi, nhưng anh vẫn phải thông báo rằng anh sẽ không thể quay trở lại màn ảnh, ít nhất là tới năm 2020. Hai người khác cùng ngồi trên xe với anh cũng gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở vùng lưng nhưng vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Brie Larson và phim về các nữ siêu anh hùng.
Sau thành công của Captain Marvel và Avengers Endgame, nhiều khán giả đã nuôi hy vọng về một phim toàn siêu anh hùng nữ thuộc vũ trụ Marvel. Trong buổi phỏng vấn với Variety, Captain Marvel Brie Larson đã xác nhận rằng đang đàm phán với Kevin Feige để hiện thực hóa ý tưởng này. Mặc dù chưa quyết định bật đèn xanh cho dự án, nhưng trước đây, vị chủ tịch Marvel đã từng bày tỏ sự quan tâm tới một tác phẩm quy tụ toàn bộ các nữ siêu anh hùng. Hiện tại, hướng đi của Marvel Studios đang tập trung nhiều hơn về các bộ phim lẻ của các siêu anh hùng. Series Watchmen sẽ có phần 2. Theo tờ Hollywood Reporter, nhà sản xuất Damon Lindelof đã chia sẻ về tương lai của series Watchmen. Ông nói rằng, chúng tôi muốn xem phản ứng của các bạn. Sau khi phim chiếu, nếu các bạn bàn tán sôi nổi và thèm muốn được xem thêm, thì chắc chắn chúng tôi sẽ cân nhắc. Chúng tôi muốn phát hành 9 tập phim, truyền tải những câu chuyện tuyệt vời. Watchmen là một loạt truyện tranh gồm 12 tập do Alan Moore sáng tác nội dung, Dave Gibbons minh họa và John Higgins tô màu. Với lần xuất hiện trên truyền hình này, series Watchmen sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 10 sắp tới. Đạo diễn Park Chang-wook chuẩn bị tái xuất màn ảnh. Trong khuôn khổ liên hoan phim Busan, đạo diễn kỳ tài của Hàn Quốc Park Chang-wook đã tiết lộ đang tiếp tục phát triển một bộ phim mới. Ông cho biết, tôi đang viết rất nhiều kịch bản cho nhiều bộ phim Hàn và cả Hollywood. Có phim tôi sẽ đạo diễn, có phim tôi chỉ đảm nhận vai trò sản xuất. Trước đây, Park Chan-wook từng nổi tiếng với bộ 3 phim báo thù là Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy và Lady Vengeance. Theo ông, có một bộ phim báo thù khác mà ông đã ấp ủ trong suốt một thời gian dài. Ngoài ra, vị đạo diễn này cũng tiết lộ là đang remake một bộ phim chính kịch hình sự The X của Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha. Rom của Việt Nam chiến thắng tại Liên hoan phim Busan. Tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc, giải thưởng danh giá nhất New Currents đã được trao cho hai bộ phim là Rom của Trần Dũng Thanh Huy và Hi-Fi Street của Iraq Qatar. Hội đồng chấm giải cho biết, việc Rom lấy bối cảnh thực ở thành phố qua lăng kính của những người ở đáy xã hội đã khiến họ bị ấn tượng mạnh mẽ. Trước đó, bộ phim từng phải gửi đơn xin rút khỏi liên hoan phim này do kết luận vi phạm pháp luật của Cục Điện ảnh. Tuy nhiên, không được ban tổ chức chấp thuận. Tại liên hoan phim Sundance 2019, có một bộ phim đã bất ngờ gây được tiếng vang lớn, đó chính là The Farewell của vị đạo diễn gốc Hoa Lulu Wang. Ra mắt tại Mỹ vào tháng 7 năm nay, bộ phim dù chỉ được chiếu ở 4 rạp tại quốc gia này nhưng cũng đã đạt được những thành công nhất định tại phòng vé. Sau 3 tháng trôi dạt, cuối cùng bộ phim đã về tới Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 10, bộ phim cảm động dựa trên lời nói dối có thật về tình cảm gia đình của đạo diễn Lulu Wang mang tên The Farewell đã về với khán giả Việt Nam. Trước khi ra rạp tại Việt Nam, bộ phim đã từng rất thành công ở thị trường nước ngoài và nhận được nhiều đánh giá tích cực, dù không được công chiếu rộng rãi. Về tới Việt Nam, phim dù không được nhiều người chú ý và không giành được nhiều suất chiếu ở phòng vé, nhưng cũng có số điểm đánh giá vô cùng tích cực. Với số điểm 10 trên 10, khán giả Lucy Phạm đánh giá lời từ biệt trên phim.vn như sau. Lulu Wang đã đem tới cho chúng ta một góc nhìn vô cùng độc đáo về sự khác biệt giữa văn hóa Đông Tây, một bản hòa ca nhẹ nhàng, mang đậm tính nhân văn về tình cảm gia đình. The Farewell có nhiều thứ để khen lắm, diễn xuất, quay phim, biên tập, nhưng đỉnh cao của phim đến từ một kịch bản vô cùng độc đáo. Một câu chuyện ấn tượng và sắc sảo về sự xung đột giữa hai nền văn hóa. Một câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, nhân văn có thể bóp nát trái tim của mọi người. Và tất cả những tinh hoa văn hóa trên đã nằm trong 100 phút đẹp đẽ nhất của nền điện ảnh năm 2019. Awkwafina thực sự gây bất ngờ vì đã hóa thân thành công vào một vai diễn hết sức phức tạp như thế này và có thể nhận được một đề cử Oscar cho màn trình diễn tài hoa của mình. Hiện tại, số điểm trung bình của phim trên phim.vn đạt tới 9.6 trên 10. Trước đó, khi công chiếu ở các thị trường nước ngoài, The Farewell cũng nhận được số điểm đáng chú ý là 8.1 trên IMDb và 99% trên Rotten Tomatoes. Khán giả Rainim trên IMDb có viết, đây là một câu chuyện mà hàng triệu người Mỹ có thể liên hệ. The Farewell đã chơi đùa với cảm xúc khi tôi liên tục phải mỉm cười rồi lại bật khóc. Tôi đã trở thành một phần của gia đình trong phim, đồng cảm với tất cả những gì họ đã phải trải qua và rồi tự nhắc nhở chính bản thân mình. Những cảnh quay đầy nước mắt với màn trình diễn của Awkwafina và người bà nội, cách họ tương tác với nhau khi đoàn tụ và từ biệt khiến tôi rơi xuống vực thẳm của nỗi buồn. Khán giả John Louis đánh giá với số điểm 4 trên 5. The Farewell là câu chuyện cười ra nước mắt về một đại gia đình người Hoa. Sau khi biết được tin bà nội Nai Nai chỉ còn một vài tuần để sống, gia đình Billy đã tức tốc từ Mỹ trở về Trung Quốc để gặp bà. Để bà hoàn toàn không biết về bệnh tình của mình, cả đại gia đình đã phải giả vờ như đang tham gia một đám cưới giả. Phim hiện tại đã được công chiếu tại rất nhiều cụm rạp tại Việt Nam. Hiện tại, A24 đang cân nhắc giữa The Farewell và The Lighthouse để gửi đến tranh cử Oscar 2020. Đâu là bộ phim các bạn yêu thích nhất từ A24? Hãy chia sẻ suy nghĩ và những cảm nhận trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra đừng bỏ quên video về A24 của chúng mình. Ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phim, hãy nút subscribe cùng nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Cảm giác như kiểu nói câu này phải mấy trăm lần rồi ấy.
Ok, mình là Linh, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.